Bức ảnh phô bày cuộc sống Jennie, Blackpink, sau ánh hào quang. Bất chấp áp lực từ hàng trăm máy quay và ánh đèn nháy, Jennie, Blackpink vẫn bình tĩnh tạo dáng chuyên nghiệp và tươi cười rạng rỡ. Ngày 10 tháng 5, Jennie, Blackpink đã cùng dàn sao khủng như Jungkook, BTS, Lee Hyori, Kazuha, Mai Davika gây bão mạng xã hội châu Á khi tham dự sự kiện ra mắt Calvin Klein. Chia sẻ những hình ảnh thoáng qua về sự kiện trên SNS của mình, thành viên Blackpink toát lên vẻ rạng rỡ và vui vẻ khi được bao quanh bởi bạn bè. Tuy nhiên, một bức ảnh đặc biệt đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Hình ảnh ghi lại cảnh tượng khi vô số máy ảnh, điện thoại, đèn nháy đều đổ dồn về phía Jennie. Tưởng chừng như bình thường nhưng bức ảnh này đã vô tình vén bức màn thực tế về cuộc sống của một người nổi tiếng. Nó làm sáng tỏ những áp lực khủng khiếp mà những người nổi tiếng phải đối mặt. Sau khi bức ảnh được chia sẻ, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự chuyên nghiệp và khả năng chịu đựng của những người nổi tiếng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người nổi tiếng được bao quanh bởi nhiều máy ảnh như vậy. Thật sự đáng sợ khi phải sống như thế này mỗi ngày, tôi sẽ cảm thấy choáng ngợp. Điều này giải thích tại sao một số người phát triển chứng sợ nước mắt hình ảnh. Dù đối mặt với đám đông như vậy nhưng Jennie, Blackpink vẫn cố gắng duy trì phong thái tự tin và chuyên nghiệp. Chính vì vậy, cô là một trong những ngôi sao châu Á thành công nhất ở thời điểm hiện tại. Vừa qua, Jennie còn thể hiện sức hút và tên tuổi của mình tại sự kiện Met Gala 2023. Ngay lập tức, Jennie đã khiến truyền thông quốc tế bùng nổ khi khoác trên người mẫu váy lưu trữ đến từ bộ sưu tập thu đông 1990 của thương hiệu Chanel. Thành viên Blackpink đã giữ nguyên ý tưởng ban đầu của thương hiệu khi kết hợp váy ngắn cùng găng tay và quần tất đen. Thay vì đội băng đồ đồng màu như người mẫu của nhãn hàng, Jennie đã tết tóc ngang đầu và cài bông hoa trà bản nhỏ, tạo điểm nhấn tinh tế. Nữ ca sĩ cũng chọn layout make up nhẹ nhàng nhưng phần trang điểm của nữ ca sĩ được nhấn vào đôi mắt, tôn vinh thần thái quyến rũ, sang trọng của cô. Đây cũng là phong cách make up được cô nàng sử dụng khi tham dự show thời trang của nhà mốt Chanel tại tuần lễ thời trang Paris 2023. Đặc biệt, dù đã kết thúc nhưng màn xuất hiện đầu tiên của Jennie tại Met Gala vẫn khiến dân tình tích cực bàn luận. Bằng chứng nằm ở việc cô nàng chiến thắng áp đảo các người đẹp khác trên toàn thế giới về độ phổ biến trên mạng xã hội.